Sau cũng chạy qua, mỗi ngày có bình quân từ 70 đến 80 xe bám đuôi vượt trạm. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất. Chúc quý vị có một buổi tối thật an lành. Xin kính chào tạm biệt. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay thứ năm ngày 6 tháng 10 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. GDP 9 tháng đạt mức tăng trưởng 8,83%, cao nhất cùng kỳ 12 năm qua. Kinh tế xã hội Việt Nam khởi sắc trên nhiều lĩnh vực trong 9 tháng qua. Trước tình trạng nhiều cây xăng phía Nam tạm ngừng bán, cơ quan quản lý nhà nước đã có phương án điều hành giá xăng dầu đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Sạt lở đất sau lũ quét đang đe dọa cuộc sống của hàng trăm hộ dân tại Kỳ Sơn, Nghệ An. Tái định cư cho người dân đang là đòi hỏi cấp thiết. Ít nhất 31 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một nhà trẻ ở miền đông bắc Thái Lan. Thưa quý vị, hôm nay ngày làm việc thứ tư của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10.